Hôm qua ngày 13 tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã có công văn thống nhất cho mượn tạm chùa Vĩnh An tại xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam làm nơi lưu trú của y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian hỗ trợ từ ngày 12 tháng 8 năm 2021 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, với số lượng dự kiến khoảng từ 15 đến 20 người mỗi ca trực. Hiện chùa Vĩnh An đã chuẩn bị 12 phòng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có tổng diện tích khoảng 700m² phục vụ công tác này. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi văn bản đến Ban trị sự đề nghị mượn tạm cơ sở tôn giáo làm nơi nghỉ cho y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Cù Lao Minh và Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam.